tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị ngay sau đây là phần nội dung chi tiết ông lê minh hoàng người được tiến sĩ nguyễn hoàng điệp giới thiệu với tri cục thủy lợi thành phố hồ chí minh về khả năng cầu mưa cho biết từng cầu cho lúa ở huyện mỹ đức hà nội bớt ngã đổ vì gió để chứng minh, ông Hoàng đã cung cấp văn bản có con dấu và chữ ký của giám đốc hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Theo nội dung văn bản, ông Hoàng trình bày mình có khả năng đặc biệt giúp giảm được thiên tai cho ngành nông nghiệp. Ông Hoàng cũng phân tích do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên đã ảnh hưởng. Ông Hoàng viết: "Trong nhiều năm tôi đi tham quan nhiều nơi, thấy vụ xuân hè toàn gieo mạ và cấy lúa đúng vào những ngày rét đậm gây cho mạ chết." Lúc cấy, nhiệt độ quá thấp khiến cho thợ cấy tê cứng chân tay. Vụ hè thu do nắng nóng bà con phải đi cấy đêm. Tôi chăn trở xót xa. Tôi thấy xã viên xã Mỹ Thành đi buộc lúa do ngã đổ. Nhiều nhà không buộc kịp dẫn đến lúa bị mọc mầm cả cánh đồng. Tôi bảo tôi muốn giúp bà con đỡ thiệt hại và lúa đỡ bị ngã đổ. Các bà có đồng ý không? Họ bảo được thế thì tốt quá, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Trước tình hình đó, tôi âm thầm nghiên cứu cầu nguyện, tìm giải pháp giúp đỡ bà con nhân dân giảm được thiệt hại do mưa gió gây ra. Văn bản còn thể hiện sau thời gian quan sát, giữa lúc lúa chín vào tháng 8 năm 2023 thì xảy ra gió giật mạnh, ông Hoàng đã cầu nguyện để bớt thiệt hại cho xã viên. Kết quả thiệt hại vụ mùa đó giảm 80% so với vụ mùa 2021, 2022. Văn bản này còn có chữ ký và xác nhận của ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành. Khi đề cập đến văn bản trên, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết sẽ vào cuộc xác minh tính thực hư của văn bản. Vì lãnh đạo này nói, tôi đã trao đổi với lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành để kiểm tra xác minh lại sự việc, tại sao lại có dấu đỏ xác nhận của hợp tác xã trong báo cáo trên cũng được chúng tôi tiến hành xác minh tới chiều ngày 15 tháng 4, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, sau khi tiếp nhận được thông tin, huyện đã lập tức giao cho ban tôn giáo, chính quyền hai xã Mỹ Thành và Bột Xuyên, nơi cư trú của ông Lê Minh Hoàng để xác minh. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định văn bản trên chính là do ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành ký. Vị lãnh đạo huyện Mỹ Đức nói, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành đã họp và yêu cầu ông Đinh Quang Thành, chủ nhiệm hợp tác xã, viết bản kiểm điểm. Ông Thành là đảng viên, cầm con dấu của hợp tác xã mà lại đi xác nhận những sự việc mang tính chất mê tín dị đoan là không chấp nhận được. Ngoài ra theo vị này, Ủy ban nhân dân xã Bột Xuyên cũng đã mời ông Lê Minh Hoàng lên làm việc. Ở vùng núi Vân Quý Xuyên, Vân Nam Quý Châu Tứ Xuyên của Trung Quốc có rất nhiều cây gỗ quý hiếm thế nhưng nan mu vàng có lẽ là loài cây nổi tiếng nhất. Những cây này đặc biệt có giá trị, tuổi gỗ càng cao thì gỗ càng quý. Trong số những nan mu vàng lâu đời nhất, phải kể đến cây 4.300 năm tuổi ở Quý Dương, Quý Châu. Theo ông chủ Chu Jin Trang cây này ban đầu mọc ở vùng núi thuộc thị trấn Bình Nguyên, huyện Đức Giang, Quý Châu. Vào buổi trưa một ngày tháng 3 năm 2013, nó bị xét đánh và chết cháy khi người ta tìm thấy nó, cây nan mu nghìn năm tuổi có đường kính 2,4 mét đã bị gãy làm đôi. Phần còn lại đã bùng lên ngọn lửa cháy suốt 3 ngày 3 đêm mới bị dập tắt. Người dân địa phương cho biết, nếu cây nan mu vàng nghìn năm tuổi này bị xét đánh có nghĩa là nó sẽ sống sót sau một thảm họa, vì cây nan mu này là loài cây được quốc gia bảo vệ và không thể tùy ý chặt hạ, nên Cục Lâm nghiệp đã cấp giấy phép khai thác gỗ cho cơ quan này. Sau đó, ông Chu đã trả 17 triệu nhân dân tệ để mua nó. Ông chủ Chu cho biết đây là cây nan mô vàng lớn nhất thế giới và đã 4.300 năm tuổi. Đây là kết luận được đưa ra thông qua nhận dạng khoa học. Giấy chứng nhận cũng được treo bên cạnh cây lớn để làm vật chứng. Nhiều người nhìn thấy cây nan mô vàng 4.300 năm tuổi này trên Internet đã liên hệ với ông Chu, thậm chí có người ra giá 250 triệu nhân dân tệ 864 tỷ đồng để mua nhưng ông nhất quyết không bán. Ông cho biết đây là một kho báu vô giá, nếu người khác sử dụng nó để làm đồ nội thất thì thật đặc tiếc. Trong tương lai, ông sẽ xây dựng một bảo tàng nan mô như một nơi trưng bày để nhiều người có thể chiêm ngưỡng loài cây quý hiếm này. Bây giờ, cả gia đình tập trung vào việc bảo trì nan mô vàng. Việc đầu tiên mà ông Chu làm mỗi sáng thức dậy là đi vòng quanh xem nó có bị hư hại gì không. Bước tiếp theo là nộp đơn xin kỷ lục Guinness Thế Giới. Được biết, nan mô vàng không chỉ đẹp mà còn hiếm, phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Những sợi chỉ vàng bên trong mới dần hình thành, đây không chỉ là gỗ mà còn là chứng tích của thời gian, một điều kỳ diệu không thể sao chép được. Mới đây, công an tỉnh Nghệ An thông tin, phòng cảnh sát hình sự vừa phá thành công chuyên án triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, ba đối tượng bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Văn Điều, chú huyện Hưng Nguyên và hai đối tượng cùng chú huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt và Nguyễn Văn Cương, trong đó Duyệt và Cương là các đối tượng đã mang nhiều tiền án về nhiều đối danh. Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Điều là kẻ chủ mưu, điều hành hoạt động của ổ trộm chó. Chúng thực hiện hành vi ở nhiều huyện như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Trương, Nghi Lộc và thành phố Vinh. Nguyễn Văn Điều tuyển đàn em có số má với nhiều tiền án tiền sự rồi bao an ở. Điều còn cung cấp công cụ, kích điện, bao xác rắn, băng keo, xe mô tô gắn biển số giả để các đối tượng trên hành nghề sau khi trộm chó được từ nhà dân, điều dễ thu mua rồi đem đi tiêu thụ. Khi thực hiện hành vi trộm chó, những kẻ này liên kết thành ổ nhóm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và sẵn sàng sử dụng súng tự chế, nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng, người dân nếu bị phát hiện để tẩu thoát. Sau thời gian theo dõi ngày 11 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Nghi Lộc và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản trộm chó. Ngoài Nguyễn Văn Điều, ban chuyên án còn bắt giữ thêm hai đối tượng khác cùng chú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt, sinh năm 2000 và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998. Duyệt là đối tượng đã có 3 tiền án và một tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Cũng giống như Duyệt, Cường cũng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 12 năm 2023 đến nay đã thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện Hương Nguyên, Nam Đàn, thành phố Vinh, Nghi Lộc với tổng khối lượng chó trộm được là hơn 2 tấn. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng và truy tìm bị hại trong chuyên án. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là bị hại của ổ nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An để phối hợp giải quyết. Mới đây, Thượng tá Trương Nhật Minh, trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng. Trước đó vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4, thoại chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Bến Lức và ghé vào tiệm vàng Bảo Yến ở khu phố 8, thị trấn Bến Lức do bà V quê Quảng Ngãi làm chủ. Tại đây, thoại hỏi mua một chiếc lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Nghe vậy, chủ tiệm lấy vàng ra cho thoại xem và sau đó thoại đồng ý mua khi bà v chưa kịp đưa thì thanh niên này giật lắc vàng từ tay rồi bỏ chạy ra ngoài leo lên xe máy định phóng đi ngay lập tức bà chủ tiệm vàng nhảy qua tủ kính lao ra giữa đầu xe máy đồng thời chi hô cướp lúc này anh hiếu dân phòng đang được công an thị trấn mến lức phân công xuống địa bàn kiểm tra tình hình tại kho phế liệu đã nhanh chóng cùng người dân đuổi theo tên cướp anh hiếu đã quật ngã tên cướp và cùng chủ tiệm vàng với ba người dân khống chế thoại giao công an huyện xử lý Camera an ninh tại tiệm vàng đã ghi lại toàn bộ sự việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Lức điều tra làm rõ. Theo Thượng tá Trương Nhật Minh, qua vụ việc này cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn ngày càng lan tỏa. Việc người dân nêu cao tinh thần và chủ động đấu tranh với tội phạm sẽ góp phần phát hiện, bắt giữ kịp thời các đối tượng phạm tội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.